Thế mới xăm hình của chị lâu chưa? Bao nhiêu năm rồi? Cái thời gian đấy là chị xăm cái hình ở tay mất bao nhiêu? Cả thời gian lẫn tiền. Mấy hình liền, không làm một mình nhớ ra được. Mấy hình chứ, 11 hình. Sắc màu của chị là đen trắng. Đạt đi, mày Đạt học ở đây ngày nào là các cậu mày sẽ có nhiều người chỗ ngày đó. Anh muốn xăm lắm nhưng anh chịu đầu. Xăm môi xăm mắt đau. Bắt đầu từng đau rồi sau chỉ như kiến với chính đạt lắm. Lúc cái chỗ đoạn nách đau rồi. Cái lúc bị tê tê rồi. Ồ, chỗ đoạn nách rồi. Giống như là da nó mỏng mà, chỗ nhạy cảm.